Chào các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc 10 bài học đầu tiên của chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Trong 10 bài học đầu tiên này, chúng ta tập trung vào những vấn đề cơ sở, những khái niệm cơ bản của đường hướng giảng dạy ngoại ngữ đổi mới, Approaches to Language Teaching Foundation. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại 10 bài học này. Bài ôn tập số 1. Những vấn đề cơ bản, cơ sở của đường hướng giảng dạy ngoại ngữ đổi mới. Các bạn thân mến, trong những bài học vừa qua, chúng ta đã đề cập đến 5 chủ đề chính sau đây. Chủ đề 1. Ngữ cảnh hóa ngôn ngữ, Contextualizing Language. Chủ đề 2. Xây dựng nhận thức ngôn ngữ, Building Language Awareness. Chủ đề 3. Dạy các kỹ năng lồng ghép, Integrating Skills. Chủ đề 4. Hoạt động cặp, nhóm, Pair Work, Group Work. Và chủ đề 5. Phản hồi người học, Learner Feedback. Bây giờ, chúng ta sẽ ôn tập lại những nội dung cơ bản của các chủ đề này. Chủ đề 1. Ngữ cảnh hóa ngôn ngữ. Ngữ cảnh hóa có nghĩa là sử dụng ngôn ngữ một cách có ý nghĩa để đạt được các mục đích giao tiếp trong một tình huống hay một ngữ cảnh cụ thể. Nhờ có ngữ cảnh hóa mà người học học được ngôn ngữ trong khung cảnh thực, học được các cách mà ngôn ngữ đó được người bản ngữ sử dụng. Về phương diện giáo học pháp, đường hướng ngữ cảnh hóa giúp chúng ta tạo dựng được ngôn ngữ thực trong môi trường dạy học, trong lớp học cụ thể của mình. Lối học này giúp người học hiểu rõ hơn các chức năng của ngôn ngữ, phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ phù hợp và đặc biệt là khơi dậy được kiến thức nền của mình. Một trong những điểm nhấn của đường hướng giáo học pháp này là người học tạo dựng được ngôn ngữ, ngoại ngữ của mình, chứ không chỉ đơn thuần là tiếp thu ngôn ngữ. Ngữ cảnh hóa ngôn ngữ chính là để giúp người học học được cách tạo dựng ngôn ngữ trong một tình huống cụ thể. Ngôn ngữ được tạo dựng thông qua sự kết hợp các yếu tố, mục đích, tình huống và nhu cầu xã hội. Đường hướng ngữ cảnh hóa còn cho phép kết hợp các kỹ năng một cách hiệu quả hơn, khả năng làm việc và hoạt động theo nhóm cao hơn. Ngôn ngữ được sử dụng thực hơn ở một mức độ sâu hơn, đặc biệt là khi các chủ đề, chủ điểm gây được hứng thú cao đối với người học. Chúng ta vừa nhớ lại những nội dung cơ bản của quan điểm giáo học pháp ngữ cảnh hóa ngôn ngữ. Bây giờ, các bạn xem lại phần nhận xét của các học viên lớp bồi dưỡng về cách thức xác định ngữ cảnh ngôn ngữ, sự liên quan giữa hoạt động và ngữ cảnh, loại hình ngôn ngữ phát triển trong ngữ cảnh đó và cách thức áp dụng chúng cho các lứa tuổi, nội dung và các cấp độ khác. Em thì em nhận thấy là các cái hoạt động này thì nó liên quan trực tiếp đến nội dung giao tiếp trong từng ngữ cảnh. Ví dụ như ở lớp học thứ nhất ấy, thì các học sinh được tiếp xúc với các từ chỉ bộ phận cơ thể người thông qua việc là gọi tên ra các từ đó cũng như là hát các bài hát mà chứa các từ đó. Thì các cái hoạt động mà liên quan đến việc như là hát hay là gọi tên ra từ vựng cũng như là đọc thơ thì giúp các em có thể nhớ được từ vựng cũng như các khái niệm một cách tự nhiên hơn và nhanh hơn. Mặt khác thì cũng có thể nhận thấy là các em đã tham gia vào các hoạt động vận động cơ thể, đứng lên ngồi xuống. Thì tất cả những cái hoạt động vận động thể chất này thì đều được tiến hành tại chỗ và nó giúp cho các em ấy trở nên năng động hơn. Và cái việc hoạt động này thì rất phù hợp để khởi động một lớp học cũng như là chuyển tiếp giữa các hoạt động trong một lớp học ạ. Còn trong lớp học thứ 2 thì học sinh được đặt hẳn vào khung cảnh của một khu rừng nhiệt đới. Học sinh làm việc theo nhóm và chúng ta có thể thấy là học sinh rất là háo hức để chọn tên con vật và tên cho nhóm của mình, ví dụ như là con khỉ hay là con rắn. Lớp học được trang trí bằng khu rừng nhiệt đới làm bằng giấy và giáo viên đã sử dụng những từ vựng về khu rừng và các hoạt động trong rừng để dạy học sinh về các từ loại. Chúng ta có thể thấy là học sinh rất là háo hức sáng tạo những câu hỏi khá là hoang dã về rừng và các hoạt động ở trong rừng. Chúng ta có thể thấy một bài hát về một câu rất là hài hước trong bài về con khỉ độc. Tuy nhiên thì giáo viên cũng đã lưu ý ngay là đây chỉ là ngữ cảnh tưởng tượng thôi. Khác với rắn hay là những loài côn trùng khác chẳng hạn thì khỉ là loài động vật không gây nguy hiểm. Về bản chất hoạt động sư phạm thì giáo viên đã sử dụng triệt để phương pháp gợi mở nói bằng cách liên tục đề nghị học sinh giúp đỡ mình. Đây là một phương pháp rất hiệu quả để đưa người học tham gia giải quyết vấn đề.
Dạ vâng, ở lớp học thứ 3 thì học viên đã lớn hơn và hiểu biết hơn và họ tham gia vào giải quyết một vấn đề về thông tin đại chúng, đó về phương tiện thông tin đại chúng, đó là thói quen xem vô tuyến. Họ vừa đưa ra được vấn đề và đồng thời cũng đưa ra những giải pháp của mình cho vấn đề đó. Em thấy hoạt động chủ đạo ở đây chính là đóng tiểu phẩm với vai người con trai, bố mẹ và người bạn. Và qua trao đổi với bố mẹ thì người con trai đã quyết định từ bỏ thói quen xem vô tuyến và thay vào đó là sẽ đi chơi bóng với bạn bè, và điều này thì có lợi hơn cho sức khỏe. Tiểu phẩm đã diễn ra rất là tự nhiên trong một tình huống có vấn đề và các nhân vật dường như là cũng chính họ cũng tham gia vào giải quyết cái vấn đề đó. À, vâng, ở lớp thứ tư này thì đây là một lớp học đại học, chủ đề rất là nghiêm túc, đó là vấn đề kiểm tra gen, vấn đề mà các bạn sinh viên đều quan tâm và cả lớp cùng thảo luận để xem xét các khía cạnh về đạo đức và khoa học của vấn đề này. Và trong quá trình thì các nhóm tự làm việc, tự trao đổi, tranh luận và chủ đề rất phù hợp và hấp dẫn. Vì vậy mà theo em, những điều này giúp cho lớp học rất giống thật, giống với những cái bối cảnh thật ở ngoài đời. Và cái thông tin mà người học mang đến là do người học tự mang đến chứ không phải là do giáo viên cung cấp. Và điều này sẽ giúp cho học sinh hứng thú hơn, chú ý lắng nghe nhau hơn để cùng nhau tìm được giải đáp. Và sau khi mà thảo luận kết thúc thì có một bạn đại diện theo nhóm sẽ thuyết trình để tổng kết lại cái ý của cả nhóm, và có thể thấy là hoạt động thuyết trình là hoạt động chủ đạo của buổi học này, và theo em thì rất là phù hợp với cái trình độ cũng như là cái chủ điểm này ạ. Bây giờ chúng ta hãy ghi nhớ nội dung trọng tâm của chủ đề ngữ cảnh hóa ngôn ngữ. Nội dung trọng tâm của đường hướng này là người học tự tạo dựng được ngôn ngữ, ngoại ngữ của mình, chứ không chỉ tiếp thu ngôn ngữ một cách đơn thuần. Nhờ có quan điểm ngữ cảnh hóa mà người dạy tạo dựng được môi trường ngữ cảnh hóa của lớp học, và người học học được ngôn ngữ trong khung cảnh thực, học được cách mà ngôn ngữ đó được người bản ngữ sử dụng, được sử dụng ngôn ngữ một cách có ý nghĩa để đạt được các mục đích giao tiếp trong một tình huống hay một ngữ cảnh cụ thể. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại nội dung cơ bản của chủ đề thứ hai. Chủ đề 2, xây dựng nhận thức ngôn ngữ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với khái niệm siêu nhận thức và với các khái niệm liên quan đến việc xây dựng nhận thức ngôn ngữ trong lớp học tiếng nước ngoài. Như vậy, chúng ta thấy siêu nhận thức trong giáo dục là sự nhận biết về bản thân với tư cách là người học, là kiến thức và sự tự nhận thức mà người học có được về quá trình học của bản thân họ. Còn trong giáo dục ngôn ngữ, siêu nhận thức là nhận thức mà người học có được về quá trình học ngôn ngữ của mình. Một số người có quan niệm sai lầm về siêu nhận thức ở trẻ em. Thực tế chỉ ra rằng trẻ em, đặc biệt là học sinh phổ thông, đã có những kiến thức siêu nhận thức đáng kể. Ở độ tuổi này, đã có sự phát triển rõ rệt về tâm lý, tính tự nhận thức tăng lên và chuyển dần sang lập luận hình thức. Chúng ta hoàn toàn có thể khuyến khích các em phản ánh, có phê phán những việc các em làm, lý do vì sao các em làm như vậy. Từ đó giúp các em một cách hiệu quả trong việc lập kế hoạch và định hướng việc học tập của mình. Chúng ta vừa nhớ lại những nội dung cơ bản của quan điểm xây dựng nhận thức ngôn ngữ. Các bạn lưu ý 3 điểm cơ bản về nội dung xây dựng nhận thức ngôn ngữ sau đây. Thứ nhất, ngôn ngữ đầu vào cần phải được đặt trong ngữ cảnh. Thứ hai, ngữ cảnh đó phản ánh ngôn ngữ mà người học ưa thích sử dụng nhất. Và thứ ba, việc thực hành ngôn ngữ trong ngữ cảnh cần đi kèm với nỗ lực suy ngẫm một cách có ý thức về ngôn ngữ mang ra sử dụng. Chúng ta cũng lưu ý 6 điểm về đặc trưng của nhận thức ngôn ngữ sau đây. Thứ nhất, đó là việc sử dụng siêu ngôn ngữ để nói về ngôn ngữ, về hình thức và cách sử dụng các yếu tố ngôn ngữ. Thứ hai, cần hướng dẫn và luyện tập người học trở thành những người tham gia tốt hơn, có ý thức hơn trong quá trình học ngoại ngữ. Bản thân họ phải là người phân tích, suy ngẫm về ngữ cảnh và cách sử dụng ngôn ngữ trong quá trình học một ngôn ngữ. Thứ ba, cần cân bằng các thủ thuật diễn dịch và quy nạp trong khi xem xét các khía cạnh cụ thể của ngôn ngữ. Thứ tư, chú trọng đến tính phù hợp của các ý đồ ngôn ngữ được sử dụng, cả về mặt tình huống và mặt văn hóa. Thứ năm, cần lưu ý tính vừa sức khi lựa chọn các tư liệu đầu vào từ các nguồn tư liệu thực. Thứ sáu,
cần sử dụng ngôn ngữ mà người học có nhiều khả năng hiểu được và sử dụng được. Bây giờ, chúng ta hãy nghe học viên của lớp bồi dưỡng phát biểu về một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng nhận thức ngôn ngữ. Thủ thuật được sử dụng để định hướng ngôn ngữ. Vâng, theo em thì trước hết cần phải nói đến cái thủ thuật định hướng ngôn ngữ. Ví dụ như trong vở kịch thì giáo viên có nhắc lại hai từ có gần nghĩa với nhau, đó là từ cold nghĩa là lạnh và từ shivering nghĩa là run rẩy. Trong đó thì từ cold là một từ được sử dụng khá là phổ biến, còn từ shivering thì được sử dụng ít hơn. Và cô giáo có kết hợp hai từ này với nhau, nhắc lại chúng một vài lần, dùng những cái cử chỉ, điệu bộ để minh họa và biểu đạt nghĩa. Và cái hoạt động định hướng ngôn ngữ này giúp cho người học tập trung so sánh, suy ngẫm về sự khác nhau, ghi nhớ về ý nghĩa và sự khác nhau về cách dùng của hai cái từ này ạ. Hoạt động hỏi, đáp. Vâng ạ. Bản thân em thì em thấy là cái hoạt động hỏi và đáp cũng là một thủ thuật được sử dụng rất nhiều trong lớp học này. Cô giáo đã đặt rất nhiều câu hỏi mang tính chất gợi ý nhằm gợi lại một cách trực tiếp hay là gián tiếp cho học sinh những gì mà họ đã làm quen về những chuyến đi của người hành hương và những trải nghiệm của họ khi mà chuyển đến một nơi ở mới. Và bản thân em thấy đây là một cái cách làm này là một cầu nối hết sức hiệu quả và hữu ích khi mà nó đã kết nối được những cái trải nghiệm của bản thân học sinh với những sự kiện lịch sử có thật. Các ý tưởng và ngôn ngữ được sử dụng có thể giúp hình thành và thực hiện các hoạt động sau này. Hoạt động của các cô giáo. Dạ, em nhận thấy đấy là khi sử dụng cái thủ thuật đặt câu hỏi gợi mở ấy, thì cô giáo rất hay chú ý đến các hình thức đặt câu hỏi của mình. Và các câu hỏi thì luôn được đặt trong ngữ cảnh. Và các từ ngữ cô giáo sử dụng ấy thì đều rất là dễ hiểu và học sinh rất dễ tiếp cận. Ngoài ra thì cô cũng chú ý đến hình thức trả lời của học sinh và thường chú ý nhắc lại những cái từ vựng mà chính và có liên quan. Cô giáo cũng đã chủ động treo các tờ câu hỏi bằng ngoại ngữ lên trên bảng. Và điều này thì giúp cho học sinh hiểu đầy đủ câu hỏi cũng như là trả lời một cách chính xác hơn. Em nhận thấy ví dụ như là các cái cụm từ như là how did you feel, alike or different, activities hay là chores thì đã được sử dụng lên trên bảng. Sử dụng tư liệu thực. Trong đoạn video thì chúng ta có thể thấy là cái tài liệu thực chủ yếu được sử dụng ở đây là các cái tờ quảng cáo du lịch với rất nhiều tranh ảnh. Và học sinh đã sử dụng những cái tài liệu thực này để lấy ý tưởng, để xác định xem là mình sẽ đi đâu, sẽ phải chuẩn bị những gì, chẳng hạn như là mang quần áo nào, và lên cái kế hoạch về các hoạt động trong cái chuyến đi của mình. Và các cái tư liệu này sẽ được học sinh khai thác ở nhiều cấp độ khác nhau. Chẳng hạn như học sinh khá hơn một chút thì có thể là tìm, đọc và hiểu được những cái thông tin ở phần chữ ở trong quảng cáo. Còn các học sinh với cái trình độ thấp hơn một chút thì các em có thể dùng chính cái phần thông tin, cái phần tranh ảnh chẳng hạn, để lấy ý tưởng. Nhưng tóm lại là tất cả các học sinh trong nhóm thì đều làm việc. Bây giờ, chúng ta sẽ ôn lại nội dung cơ bản của chủ đề thứ 3. Chủ đề 3, dạy các kỹ năng lồng ghép. Chúng ta hãy lưu ý những lý do chính để xây dựng đường hướng lồng ghép kỹ năng. Thứ nhất, việc sử dụng ngôn ngữ để đạt được mục đích giao tiếp. Để thực hiện một hành động ngôn ngữ có ý nghĩa, đòi hỏi phải sử dụng tổng thể các kỹ năng lồng ghép. Thứ hai, quá trình tiếp thu một kỹ năng sẽ thúc đẩy và tăng cường việc tự đắc và thực hành các kỹ năng khác. Thứ ba, việc thực hành các kỹ năng tiếp nhận hay sản sinh là nghe, nói, đọc, viết dựa trên một ngôn ngữ thực, một ngôn ngữ tự nhiên tại lớp học là tiền đề tốt, phù hợp với các tương tác xã hội diễn ra trong hoạt động giao tiếp sau này. Và thứ tư, các hoạt động lồng ghép kỹ năng sẽ làm cho lớp học hứng thú hơn, sinh động hơn, và từ đó, người học có điều kiện để ghi nhớ tốt hơn các yếu tố ngôn ngữ. Bây giờ, chúng ta hãy nghe học viên lớp bồi dưỡng phát biểu về một số vấn đề liên quan đến quan điểm dạy các kỹ năng lồng ghép. Loại hình hoạt động của các lớp học. Theo em nhận thấy thì công việc đầu tiên của hai lớp là lựa chọn một chủ đề được đề xuất ở trên website của iEarn. Sau khi đã lựa chọn chủ đề, ví dụ như là trong nhóm thứ nhất thì các bạn lựa chọn chủ đề là cái hành vi tốt, thì học sinh đến thư viện để thu thập thông tin từ sách, báo. Sau đó các em chia ra thành từng nhóm nhỏ, đọc, nghiên cứu,
từ các nguồn khác nhau và sau đó là viết tóm tắt về những thông tin mà các em thu được, bao gồm cả phần trích nguồn. Sau đó các em nhập cái phần tóm tắt này vào máy và in ra để mang đến lớp trao đổi. Ở giai đoạn thứ hai thì các em bàn bạc lên kế hoạch để làm thế nào làm những việc tốt ở nhà, ở trường và trong cộng đồng. Theo từng nhóm thì các em xây dựng các phần để đưa lên trang web riêng, giới thiệu các hoạt động của lớp mình. Các em soạn thư để gửi cho các bạn ở bên Mỹ để trình bày về cách thực hiện và so sánh hoạt động giữa hai lớp. Công việc này thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả hai phía vì các em có cơ hội để tìm hiểu về con người và về cuộc sống ở một đất nước khác. Họ thực hiện các nhiệm vụ ngôn ngữ để đạt được mục đích giao tiếp của mình một cách rất là tự nhiên và hào hứng. Các sản phẩm thu được thì học sinh có thể treo lên ở trong lớp và các em cũng có thể vẽ hoặc làm thơ về chủ đề hành vi tốt để trang trí lớp học hoặc đưa lên website của riêng mình. Minh chứng về lồng ghép các kỹ năng. Theo em thì ngoài những cái kỹ năng cơ sở đã được lồng ghép như là viết, đọc, nghe và nói, cũng như là các kỹ năng phi lời, thì có những kỹ năng phụ trợ đã được sử dụng trong lớp học đầu tiên, và những kỹ năng này đã được sử dụng một cách rất là phong phú và nó phù hợp với những cái yêu cầu của từng cái hoạt động cụ thể. Chúng ta có thể thấy là khi là phải lựa chọn những chủ đề dự án thì học sinh đã phải có các kỹ năng phụ trợ như là nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đàm phán hay là thuyết phục. Còn khi lấy thông tin ở thư viện hay là vào mạng thì học sinh lại phải nghiên cứu và thảo luận hợp tác. Khi viết tóm tắt thông tin thì học sinh đã phải biết phân tích tổng hợp hay là trích dẫn. Còn khi kết hợp thông tin và nhập vào máy tính thì học sinh lại phải có kỹ năng là phân tích, để tổng hợp rồi thảo luận và các kỹ năng nhập dữ liệu vào máy tính. Khi lên kế hoạch hay là xây dựng trang web thì học sinh lại phải có kỹ năng là giao tiếp liên văn hóa và các kỹ năng về xây dựng ở trang web. Thế còn khi vẽ tranh hay là làm thơ thì tất nhiên học sinh sẽ phải huy động rất nhiều những cái năng lực của mình về những cái khía cạnh sáng tạo này ạ. Sử dụng các kỹ năng lồng ghép để đạt mục đích thực. Dạ vâng, em thấy là đến với dự án này thì học sinh không những là chỉ cần những cái kỹ năng về mặt ngôn ngữ mà còn cần cả những kỹ năng về mặt kỹ thuật nữa. Ví dụ như là khi học thì họ cần phải có máy ảnh kỹ thuật số, phải có máy tính hay là tài khoản thư điện tử. Bởi vậy mà học sinh cần phải biết cách tải hình ảnh về máy tính của mình và gửi đính kèm lên thư điện tử của mình ạ. Ngoài ra thì học sinh cần các kỹ năng diễn đạt viết, để có thể viết về các chuyến đi với lại chủ tịch Teddy, cần các kỹ năng về khẩu ngữ để có thể lên kế hoạch cho lớp của mình, và họ cũng cần những kỹ năng đọc để có thể hiểu được những cái trao đổi dạng viết hoặc là tham khảo tài liệu. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại nội dung cơ bản của chủ đề thứ tư. Chủ đề 4, hoạt động cặp, nhóm. Từ giữa những năm 70, các công trình nghiên cứu của Kagan, Johnson và Slavin đã tạo cơ sở lý thuyết cho đường hướng dạy học hợp tác. Trong những năm tiếp sau đó, tư tưởng này được phát triển mạnh mẽ. Thậm chí gần đây nhất còn có sự lạm dụng quan điểm này vì sự quan tâm thái quá của một số giáo viên ngoại ngữ đến tính hợp tác trong dạy học. Học tập hợp tác đòi hỏi người học phải làm việc theo các nhóm nhỏ, thường là các nhóm không đồng nhất, để thực hiện một nhiệm vụ mang tính hợp tác. Có nghĩa là họ phải làm việc cùng nhau để đạt được một mục đích chung. Chúng ta đặc biệt lưu ý đến những lý do giải thích tại sao đường hướng hợp tác lại thu hút được nhiều sự chú ý của giáo viên ngoại ngữ và học sinh. Trước hết đó là tính tương tác, interacting. Học tập hợp tác đòi hỏi người học và ở một mức độ nào đó, người dạy và người học tương tác với nhau. Thứ hai là tính phụ thuộc lẫn nhau, interdependence. Khi người học làm việc cùng nhau để thực hiện một mục tiêu chung, họ học cách phụ thuộc lẫn nhau. Thứ ba là tính xử lý ngôn ngữ, processing. Khi thực hiện nhiệm vụ, suốt từ đầu đến cuối, người học xử lý ngôn ngữ liên quan trực tiếp đến thành quả đạt được trong lĩnh vực nội dung. Thứ tư là tính cạnh tranh, competitiveness. Xây dựng lại quan niệm về tính cạnh tranh, trong đó tư tưởng học tập hợp tác không hoàn toàn loại trừ tính cạnh tranh. Và cuối cùng là tính trách nhiệm, accountability. Thực tế chỉ ra rằng, không nhóm nào có thể vận hành tốt được khi từng thành viên của nhóm không hoàn thành trách nhiệm của mình. Bây giờ, chúng ta hãy nghe học viên của lớp bồi dưỡng phát biểu về một số vấn đề liên quan đến hoạt động cặp nhóm. Tổ chức chung của lớp học. Em thì em nghĩ là mục đích của cô giáo đưa ra rất rõ ràng ngay từ đầu, đó là học sinh sẽ tham gia một trò chơi và là một cuộc thi có tính điểm, và học sinh phải vận dụng hiểu biết
và ghi nhớ của mình về đoạn nội dung đoạn video mà các em đã xem từ trước để trả lời các câu hỏi của cô giáo. Và theo hướng dẫn của cô giáo thì lớp học được chia thành các nhóm tùy theo nội dung của hoạt động mà các em tham gia. Trước hết thì lớp học được chia thành từng nhóm nhỏ gồm 3 đến 4 người và học viên sử dụng một tờ phát tay màu xanh do cô giáo chuẩn bị trước để thảo luận về nội dung của video. Và sau khi đã có cái nội dung về thảo luận đó thì cô giáo sẽ chia cả lớp thành hai nửa theo phương thức là đếm 1-2-1-2 và các em sẽ về chơi theo đội của mình. Tổ chức hoạt động của các nhóm nhỏ. Để chuẩn bị tốt cho việc tham gia vào trò chơi thì các em học sinh là phải ngồi lại với nhau và với sự trợ giúp của tờ hướng dẫn thảo luận thì các em phải suy nghĩ, phải hồi nhớ và sau đó đóng góp vào cái về các chi tiết, các cái tình tiết về bộ phim mà các em đã xem buổi hôm trước. Sau đó thì học sinh các em lại phải thảo luận, phản bác lại nhau và đi đến một kết luận cuối cùng và sau đó là ghi vào cái tờ nhận xét về những cái tình tiết và chi tiết về cái bộ phim đó. Các loại hình tương tác. Đúng rồi, về cái loại hình tương tác thì là trong khi mà lớp học hoạt động theo nhóm nhỏ thì cô giáo đi vòng quanh lớp học để quan sát và nếu có phát hiện thấy là có nhóm nào có vẻ có vấn đề thì cô giáo sẽ đi tới và sẽ chia sẻ với người học. Và tùy theo cái vấn đề khúc mắc của học sinh đề ra thì giáo viên sẽ quyết định xem là cái mức độ gợi ý của mình đến đâu để vừa đảm bảo được cái tính là tính cố vấn cũng vừa đảm bảo tính công bằng giữa các nhóm. Và trong cái lớp này thì các nhóm tự hoạt động và nếu như cảm thấy là cần có sự trợ giúp của cô giáo thì có thể yêu cầu cô giáo tới ạ. Thủ thuật quản lý lớp học của giáo viên. Để quản lý hoạt động nhóm thì cô giáo đã chuẩn bị sẵn trong kế hoạch giảng dạy của mình một khung bao quát overarching framework. Đây là một khúc đoạn để tạo nhiệm vụ về kỹ năng viết cho học sinh. Ban đầu ấy thì cô giáo chia lớp thành các nhóm nhỏ để độc lập thực hiện các nhiệm vụ. Sau đó bằng hiệu riêng đã tập hợp lớp lại thành một vòng tròn trong một hoạt động thể chung. Sau đó thì cô giáo sử dụng phương thức lắp ghép Jigsaw Approach để kết nối các sản phẩm của các nhóm để tạo thành một đoạn văn có nghĩa hoàn chỉnh. Học sinh thì tỏ ra rất là hứng thú với cách thức này. Và các em thì thậm chí các em khi mà cô giáo chưa kịp đưa tín hiệu, các em đã sẵn sàng kết thành một vòng tròn. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại những nội dung cơ bản của chủ đề thứ 5. Chủ đề 5, phản hồi người học. Bây giờ chúng ta hãy nghe học viên lớp bồi dưỡng phát biểu về một số vấn đề liên quan đến hoạt động phản hồi người học qua cuộc thảo luận của các giáo viên. Thủ pháp thu hút người học tham gia năng động. Theo như em thấy thì giáo viên ở đây thì thực sự muốn học sinh tham gia nhiều hơn trong lớp học. Tuy nhiên thì cái mong muốn này đã gặp khó khăn. Có thể có hai lý do. Thứ nhất là trình độ học sinh thì không đồng đều. Và thứ hai là bản thân học sinh thì chưa ý thức được là cái việc mà các em tham gia vào trong lớp, dù nó đúng hay nó chưa đúng thì đều góp phần nâng cao kết quả học tập của học sinh. Và chính vì vậy mà giáo viên đã tìm ra một giải pháp, đó là nhiều sự tác động của phụ huynh học sinh để phụ huynh học sinh có thể trực tiếp động với con cái của mình. Và qua các cái cuộc họp phụ huynh học sinh thì bằng nhận thức của mình thì phụ huynh đã tác động với học sinh và ta có thể thấy được có kết quả khả quan, đó là 75% học sinh đã tham gia tích cực ở lớp hơn là so với vài em hồi đầu năm. Quan điểm về cách nhìn nhận lỗi. Theo em ấy thì cô giáo rất là thẳng thắn khi mà nói với học sinh rằng lỗi là một phần của quá trình học tập. Hơn nữa em còn nghe thấy câu là we learn by making mistakes, có nghĩa là chúng ta học thông qua việc mắc lỗi. Thì bằng cái nói như vậy thì giáo viên đã tạo ra được một không khí rất là cởi mở, không căng thẳng cho học sinh và học sinh cảm thấy thật sự thoải mái khi mắc phải lỗi. Không khí thư giãn không căng thẳng ấy tạo điều kiện cho cái quá trình học tập của học sinh, các quá trình luyện tập của học sinh diễn ra một cách rất là hiệu quả, nhiều hơn và sôi nổi hơn. Hơn nữa thì để thủ pháp này tỏ ra hiệu quả thì hành vi của cô giáo và cách thức cô ấy đưa ra phản hồi phải hỗ trợ cho câu nói lỗi là cần thiết và tự nhiên. Chắc chắn ấy, thì nếu như mà cô ấy đưa ra quá nhiều phản hồi tiêu cực và cố tình sửa lỗi một cách liên tục thì học sinh sẽ không tin vào câu nói ban đầu của cô ấy nữa. Hoạt động nhóm và hoạt động phản hồi. Vâng ạ, đúng là giáo viên thứ hai đã sử dụng quá trình làm việc nhóm. Và trong lớp thì học sinh được chia thành các nhóm khác nhau theo tiêu chí phong cách học. Trong một nhóm thì các học sinh ngồi tự làm việc với nhau và tạo ra các hoạt động, sau đó thì phổ biến cho các nhóm khác.
Khi mà các nhóm đã hoàn tất cái công việc của mình thì nhóm chủ trì tiến hành thu sản phẩm và tiến hành kiểm tra. Và theo em thì cái quá trình kiểm tra này thì chính là lúc mà học sinh phản hồi cho nhau, và sự phản hồi trong người học với nhau sẽ làm giảm đi bất cái sự lo lắng về sự mắc lỗi. Và với cái tâm lý thoải mái như vậy thì người học sẽ chủ động hơn trong quá trình xem là cái gì đúng, cái gì không đúng. Và lúc này thì vai trò của giáo viên sẽ chỉ là quan sát một cách sát sao để đảm bảo được cái quá trình phản hồi này vừa chính xác và vừa hữu ích. Phản hồi tích cực và phản hồi tiêu cực. Dạ vâng ạ, theo em thì trong một lớp học ngoại ngữ thì chúng ta có thể sử dụng cả hai loại phản hồi là tích cực và tiêu cực, và sẽ tùy vào từng hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta sử dụng loại nào cho nó phù hợp. Và trong cái hoàn cảnh lớp học mà chúng ta vừa mới xem ấy ạ, thì em thấy là cô giáo đã sử dụng nhiều phản hồi tích cực hơn. Đấy là cô giáo đã kết hợp sử dụng cử chỉ, rồi chỉnh sửa gián tiếp, rồi yêu cầu nhắc lại, rồi yêu cầu học sinh giải thích rõ hơn hoặc là chi tiết hơn. Ngoài ra thì cô giáo cũng có sử dụng một số hình thức phản hồi tiêu cực. Tuy nhiên cô giáo cũng không nói một cách phủ định như là không, không được hay là sai rồi, mà cô giáo nói một cách rất là linh hoạt. Ví dụ như là cô nhanh chóng đưa ra câu trả lời, hoặc là cô đưa ra mệnh lệnh, hoặc là cô sử dụng sự hài hước. Và theo em thì đây là những cái hình thức phản hồi tiêu cực mà rất là dễ được chấp nhận từ phía người học. Bây giờ chúng ta hãy ghi nhớ nội dung trọng tâm của chủ đề phản hồi người học. Như vậy, trọng tâm của bài học của chúng ta hôm nay là việc cung cấp phản hồi phù hợp cho người học, và những câu hỏi chúng ta tự đặt ra nhằm có thể cung cấp cho người học những phản hồi hữu ích nhất. Đó có thể là các câu hỏi sau. Lỗi đó có thực sự sai không? Đây có phải là lỗi của nhiều người học không? Lỗi đó có ảnh hưởng đến giao tiếp không? Ưu tiên của chúng ta là độ chính xác hay độ trôi chảy? Cần chỉnh sửa ngay hay chỉnh sửa sau, hay bỏ qua? Sự phản hồi này có làm tổn thương ai không? Việc lường trước được những lỗi mà người học dễ mắc phải, chẩn đoán trước khi chúng xảy ra, và sau đó là sử dụng các thủ pháp phản hồi phù hợp và có khả năng khích lệ người học tiếp tục. Đây chính là những gì tạo nên một sự phản hồi hiệu quả cần thiết nhất cho người học. Các bạn thân mến, bài ôn tập số 1 của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Bắt đầu từ bài học lần sau, chúng ta sẽ tập trung mở rộng các vấn đề cơ sở của đường hướng giảng dạy ngoại ngữ đổi mới, Approaches to Language Teaching Extension. Thân ái chào các bạn. Goodbye.